Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên dòng sông Hàn thơ mộng, dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng nằm trên con đường du lịch Bạch Đằng, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Rất gần một trong những điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng, cầu sông Hàn, cách ga xe lửa 2 km, sân bay quốc tế Đà Nẵng 4 km và phố cổ Hội An 29 km. Đây là một vị trí vàng, vô cùng thuận lợi cho việc đầu tư phát triển các dịch vụ khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và văn phòng hạng A. Dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng làm chủ đầu tư, với nguồn vốn tự có và các cổ đông cùng vốn vay từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội theo thỏa thuận tài trợ vốn. Dự án chính thức khởi công ngày 20 tháng 12 năm 2009 với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng, lãnh đạo quân khu 5 vào thời kỳ đó. Dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng có diện tích xây dựng gần 7.000 m², bao gồm các hạng mục như khối tháp khách sạn 5 sao, 29 tầng, 223 phòng. Khách sạn được đặt tên là Hilton Đà Nẵng do tập đoàn Hilton Worldwide Hoa Kỳ quản lý và cũng là khách sạn Hilton thứ 2 tại Việt Nam, sau khách sạn Hilton Hà Nội Opera. Việc tập đoàn Hilton Worldwide Hoa Kỳ ký hợp đồng quản lý khu khách sạn với chủ đầu tư là công ty Bạch Đằng cho thấy sự đánh giá cao của đối tác hàng đầu thế giới về tiềm năng khách sạn, du lịch tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Khối tháp kho báu di sản Heritage Treasure Đà Nẵng gồm 25 tầng, hơn 3.000 m² văn phòng và 109 căn hộ cao cấp. Khu căn hộ cao cấp gồm 109 căn hộ, mỗi căn hộ được lên ý tưởng thiết kế riêng, không trùng lắp, thể hiện sự đa dạng các nền văn hóa khác nhau nhằm tạo điểm nhấn độc đáo đối với du khách đến nghỉ dưỡng và sinh sống tại căn hộ. Khu văn phòng cho thuê được quản lý bởi tập đoàn Servius với đầy đủ tiện nghi đạt tiêu chuẩn hạng A nhằm đáp ứng nhu cầu về văn phòng làm việc cao cấp tại thị trường Đà Nẵng. Ngày 1 tháng 3 năm 2018, dự án đã đón khách hàng đầu tiên khai trương văn phòng tại đây, công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Nhân Thọ AIA. Khu trung tâm thương mại là nơi quy tụ các nhãn hàng và thương hiệu danh tiếng như Starbucks, El Gaucho mang đến cho khách hàng trải nghiệm ẩm thực, mua sắm phong phú với chuỗi các nhà hàng và cửa hàng cao cấp. Khu vui chơi giải trí gồm 6 tầng với diện tích khoảng 3.000 m², cung cấp các tiện ích như khu vui chơi dành cho trẻ em, cửa hàng tiện lợi, rạp chiếu phim cho gia đình, karaoke. Tầng hầm gồm 2 tầng với 200 chỗ đậu xe ô tô và 400 chỗ cho xe máy. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện đã diễn ra từ những ngày đầu khởi công khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2009, ở số 50 đường Bạch Đằng, khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng đã được khởi công xây dựng do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng làm chủ đầu tư. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2010, đã ký kết hợp đồng quản lý khu khách sạn, một phần của dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng với tập đoàn hàng đầu trong ngành kinh doanh, quản lý khách sạn Hilton Worldwide, Hoa Kỳ. Một trong những sự kiện đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc quảng bá truyền thông cũng như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng chính là tiệc chúc mừng khánh thành khu vực Sales Center hoàn tất kiến trúc cảnh quan và phát động chiến dịch 360 ngày cho khối khách sạn 5 sao Hilton Đà Nẵng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Lễ cất nóc ngày 27 tháng 3 năm 2016 thể hiện sự nỗ lực và sức mạnh tập thể của anh chị em hoàn thành trách nhiệm. Ngày 30 tháng 4 năm 2018, như là một cột mốc đánh dấu kết thúc quá trình xây dựng, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng đã trang trọng tổ chức lễ chào cờ với sự tham gia của tất cả cán bộ công nhân viên. Với không gian thân quen, ấm cúng của một phiên chợ truyền thống trong không gian đượm màu văn hóa dân gian, chương trình Ngày hội Bạch Đằng đã diễn ra vào ngày 30 tháng 4 với sự tham gia của đông đảo quý khách. Đặc biệt, chương trình ca nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm tri ân các nhà thầu, cán bộ nhân viên vào dịp lễ độc lập.